Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 11 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, vào ngày 11 tháng 6 ngày hôm nay thì Huawei đã chính thức giới thiệu mẫu i9 Prime 2019 sở hữu thiết kế màn hình không viền, camera trước phong cách thò thụt, trang bị chip Kirin 710F, kèm hệ điều hành MIUI 9 được phát triển trên nền tảng Android 9 Pie mới nhất. Màn hình full view của i9 Prime 2019 có kích thước là 6,59 inch với tỷ lệ khung hình là 19:5:9, khả năng hiển thị 16,7 triệu màu với giải màu rộng tới 85%. Hơn nữa thì màn hình của i9 Prime còn có khả năng lọc ánh sáng xanh có hại cho mắt và điều chỉnh độ sáng cũng như nhiệt độ màu thông minh giúp bảo vệ đôi mắt của người dùng. Mặt sau của i9 Prime 2019 được chia làm 3 phần, trên cùng là cụm camera và cảm biến vân tay. Camera trước của Huawei i9 Prime 2019 sẽ tự động bật lên khi người dùng kích hoạt, và camera này được thiết kế với cơ chế bảo vệ thông minh, sẽ tự động đóng vào khi mà phát hiện điện thoại bị rơi và có thể trượt lên xuống 100.000 lần. Và Huawei i9 Prime 2019 có 3 camera phía sau, bao gồm camera 16, 8 và 2 megapixel. Huawei i9 Prime 2019 sử dụng con chip Kirin 710F 12 nm với hiệu suất cao nhưng tiêu thụ điện năng thấp hơn, được nâng cấp cả về bộ xử lý trung tâm CPU và bộ xử lý đồ họa GPU. Máy được trang bị dung lượng pin là 4.000 mAh, sử dụng cổng USB Type-C cho phép trao đổi dữ liệu nhanh hơn và tiện lợi hơn. Các bạn mến, chuyên gia dò dỉ Marshall mới đây đã đăng tải một hình ảnh render cũng như là đi kèm tin đồn về việc Sony đang phát triển một mẫu điện thoại là smartphone Xperia mới với cụm 6 camera chính ở mặt sau. Hiện tại thì chúng ta vẫn chưa rõ là Sony sẽ bố trí cụm 6 camera này trên chiếc Xperia như thế nào. Tuy nhiên, hình ảnh render mới đây có thể cho chúng ta một cái nhìn rõ hơn về cách sắp xếp camera. Cách bố trí này thì có vẻ hơi thô và xấu chứ không được tinh tế như trên chiếc Nokia 9 PureView. Mặc dù thông số của các camera trên chiếc Xperia này chưa được tiết lộ, tuy nhiên chúng ta có thể chắc chắn rằng trong 6 camera này, Sony sẽ trang bị bao gồm một camera tele chụp ảnh xóa phông, camera góc siêu rộng, có thể thêm một camera 3D TOF và một camera đen trắng giúp cải thiện hiệu năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Về camera selfie thì báo cáo cho biết là máy được trang bị cam kết vào mặt trước, bao gồm camera thường và một camera góc siêu rộng. Tuy nhiên thì Xperia bí ẩn này của Sony mới chỉ đang trong giai đoạn bắt đầu phát triển. Và với việc Sony hiện đang tập trung vào việc ra mắt các thế hệ kế nhiệm của chiếc Xperia 1 cũng như là bộ đôi Xperia 10 và 10 Plus, thì chiếc Xperia 6 camera này sẽ chỉ được ra mắt trong khoảng cuối năm nay hoặc là nửa đầu năm sau. Các bạn mến, trong nhiều năm qua thì Xiaomi đã làm việc rất tích cực, mang đến cho MIUI nhiều tính năng mới lạ và độc đáo, ngay cả phiên bản Android gốc cũng chưa chắc là có. Thông thường thì các tính năng mới trong MIUI thường được thử nghiệm qua nhiều giai đoạn, bắt đầu từ Closed Beta, sau đó đến Open Beta và cuối cùng mới là bản cập nhật ổn định Stable. Mặc dù vậy thì để hợp lý hóa sự phát triển, Xiaomi mới đây vừa tuyên bố sẽ chỉ tập trung phát triển bản ROM beta cho các mẫu smartphone chưa đầy 1 năm tuổi. Sau đó những thiết bị có tuổi đời từ 1 năm trở lên sẽ bị gạch tên khỏi danh sách thử nghiệm. Tuy nhiên thì bạn cũng không cần phải lo lắng vì chúng vẫn sẽ được tiếp tục cập nhật các bản cập nhật ổn định stable của MIUI. Đáng tiếc là Xiaomi còn quyết định ngừng phát triển ROM beta cho các mẫu smartphone Redmi giá rẻ, ngay cả với những thiết bị mới ra mắt. Tuy nhiên thì công ty vẫn hứa hẹn sẽ tung ra các phiên bản cập nhật ổn định cho các mẫu điện thoại này như bình thường. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì nhớ để lại ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào. Bye bye.